Đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng trên khắp hành tinh, mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên đang ngày càng rạn nứt. Quần thể các loài hoang dã thuộc các lớp thú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá giảm trung bình 69% kể từ năm 1970. Hãy tưởng tượng một ngày kia chúng biến mất, nguồn thực phẩm, nguồn nước, thậm chí là nguồn oxy của chúng ta hít thở mỗi ngày cũng sẽ bị mất theo. Chúng ta cần khôi phục lại mối quan hệ của mình với thiên nhiên thật nhanh chóng. Để làm được điều này, chúng ta phải đảo chiều sự mất mát với tư duy hướng tới tương lai. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối thoại chính sách của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng sinh học là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên, là khởi nguồn của hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, ban cho chúng ta thức ăn, thuốc men, năng lượng, không khí và nước sạch, bảo vệ chúng ta trước thiên tai, cũng như truyền cảm hứng, giải trí và văn hóa, cùng nhiều lợi ích khác nữa. Và Việt Nam được biết đến là một trong 16 quốc gia có giá trị đa dạng sinh học thuộc loại cao nhất trên thế giới, với các hệ sinh thái đặc thù, cùng nhiều giống loài đặc hữu có giá trị khoa học và kinh tế cao, và nhiều nguồn gen quý hiếm. Các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam cũng được hình thành khá sớm, từ những năm 1949. Trong quá trình phát triển đất nước, hệ thống pháp luật của Việt Nam về bảo vệ đa dạng sinh học ngày một hoàn thiện, và để phát huy hiệu quả và sử dụng lâu bền của nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này. Ngay từ năm 1993, Việt Nam đã là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết tham gia Công ước Toàn cầu về đa dạng sinh học, hay còn gọi là Công ước CBD. Vậy đến nay, sau gần 30 năm ký kết tham gia, Việt Nam đã làm được những gì trong bối cảnh đa dạng sinh học có sự xu hướng là suy giảm ngày càng nhanh và nghiêm trọng như hiện nay? Và vấn đề Việt Nam đang phải đối mặt là gì? Và cần phải có những giải pháp về vấn đề chính sách và những hành động cụ thể như thế nào để hạn chế thực trạng này? Xin được trân trọng giới thiệu ba vị khách mời đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước hết thì xin giới thiệu tiến sĩ Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Vâng, xin cảm ơn chị Song Hiền. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, và vị khách mời thứ hai là Phó giáo sư Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin cảm ơn chị, xin kính chào quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ ba là ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn chị. Trước hết thì xin ba vị khách mời cũng như là quý vị khán giả cùng xem một tổng hợp sau đây. Ngày 22 tháng 5 năm 1992, các quốc gia trên thế giới đã thông qua một công ước toàn cầu về đa dạng sinh học, công ước CBD tại Nairobi. Công ước CBD có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 1993. Tính đến nay, đã có 196 nước thành viên tham gia công ước này. Mục tiêu của công ước là bảo toàn đa dạng sinh học, sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó và phân phối công bằng hợp lý lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen, bao gồm cả việc tiếp cận hợp lý nguồn gen và chuyển giao thích hợp công nghệ cần thiết, có tính tới các quyền sở hữu tài nguyên, công nghệ nhờ có các tài trợ thích đáng. Việt Nam ký kết tham gia công ước này vào ngày 28 tháng 5 năm 1993, được phê chuẩn vào ngày 16 tháng 11 năm 1994 và trở thành thành viên chính thức của công ước vào ngày 14 tháng 2 năm 1995 và là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn công ước. Ngoài công ước CBD, Việt Nam cũng tham gia 4 công ước quốc tế khác, trong đó có công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã bị nguy cấp, hay còn gọi là công ước CITES, và đều đã đạt được những thành công nhất định trong việc thực hiện, góp phần trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. Vâng, như các vị vừa xem thì có thể nói là Việt Nam rất là tích cực trong việc ký kết những cái hiệp ước và những cái công ước mà liên quan đến việc bảo tồn đa dạng sinh học. Vậy thì trước hết thì xin hỏi đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi mà tham gia các cái công ước cụ thể như là công ước CBD và CITES, thì Việt Nam có vai trò và nghĩa vụ gì và nhận được những cái lợi ích cụ thể như thế nào? Hiện nay thì trong lĩnh vực đa dạng sinh học thì Việt Nam có tham gia 5 công ước và đã ký 2 nghị định thư, thì trong đó có công ước về CBD và công ước về CITES. Thì đây là những cái công ước mà Việt Nam tham gia để khẳng định cái cam kết của chính phủ Việt Nam trong cái việc là bảo vệ cái hệ đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái. Thì mục tiêu của công ước đã
chỉ rõ là chúng ta nhằm là bảo vệ hệ sinh thái nội vi và bảo vệ cho cái hệ đa dạng sinh học cũng như là các cái hợp phần của đa dạng sinh học, cũng như là bảo vệ các cái hợp phần của đa dạng sinh học ở trạng thái ngoại vi, và đồng thời là tăng cường nghiên cứu và trao đổi các cái kiến thức thông tin về cái nguồn gen và phân phối và sử dụng cái nguồn gen công bằng, hướng tới cái việc sử dụng bền vững cái nguồn gen này. Thì khi tham gia công ước thì đây là cái cơ hội để Việt Nam có thể tham gia cùng với thế giới để bảo vệ cái đa dạng sinh học chung của toàn cầu, và cũng là để hưởng cái lợi ích và sử dụng bền vững cái nguồn đa dạng sinh học này. Thế về phía đại biểu Quốc hội tại Đình Thi thì ông thấy là qua cái quá trình mà hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là hoạt động giám sát, thì ông đánh giá về những cái hoạt động mà như là ông Thọ vừa nêu như thế nào? Khi mà chúng ta tham gia một công ước quốc tế thì rõ ràng là chúng ta phải tuân thủ các cái quy định của công ước quốc tế đó. Chúng ta cũng cần phải thiết kế hệ thống tổ chức, rồi có các cơ chế để huy động, rồi cung cấp các cái nguồn lực để thực thi các cái công ước quốc tế đó, cũng như là các cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Về tổ chức thì có thể nói là chúng ta cũng đã từng bước hình thành và tổ chức một hệ thống các cơ quan bảo vệ môi trường. Trong đó thì có đơn vị thực hiện cái chức năng nhiệm vụ về quản lý đa dạng sinh học. Bên cạnh đó thì cái nguồn lực để cung cấp cho cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chương trình đề án về bảo tồn đa dạng sinh học thì ngày càng được quan tâm và chú trọng. Thế ngoài ra thì còn nhiều những các cái vấn đề khác như công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, rồi cái việc mà huy động sự tham gia của các bên, rồi cộng đồng, người dân ở các cấp độ khác nhau, rồi vấn đề hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học công nghệ vân vân. Chúng tôi cho rằng là đến nay thì chúng ta cũng đã có rất nhiều tiến bộ và các cái thành tựu trong cái quá trình tham gia và thực hiện các công ước quốc tế về đa dạng sinh học. Vâng, rõ ràng như hai ông vừa cho biết thì cái hành lang pháp lý cũng như là cái tổ chức bộ máy đã được triển khai trong 30 năm qua. Như vậy thì ông Nguyễn Văn Thái có thể cho biết là cái hoạt động triển khai tại trung tâm ông như thế nào không? Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thì trung tâm cũng có phối hợp rất là chặt chẽ đối với các cái đơn vị. Đặc biệt ở trong đó thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với 4 cái vườn quốc gia, là vườn quốc gia Pumas ở tỉnh Nghệ An, vườn quốc gia Cát Tiên ở Đồng Nai, hay là U Minh Thượng ở Kiên Giang, U Minh Hạ ở Cà Mau, để bảo vệ trọn vẹn cái hệ sinh thái gồm 3 cái khu giam xa và các cái khu mà có cái tính đa dạng sinh học rất là cao. Để bảo vệ toàn vẹn 4 cái vườn quốc gia này thì nó đã có thể bảo vệ được đến 68% các cái loài chim ở Việt Nam, 57% các cái loài thú ở Việt Nam và hơn 30% các cái loài bò sát và ếch nhái. Thì đây là một cái hệ sinh thái rất là quan trọng và nó thể hiện cái sự cam kết của Việt Nam trong việc là chống các cái sự suy giảm cũng như là tuyệt chủng của các cái loài động vật hoang dã ở trong các cái khu vực đấy. Cái thứ hai là chúng tôi trực tiếp thực hiện các cái cam kết ngăn chặn các cái hành vi buôn bán và giải quyết cái hậu quả của các cái hành vi buôn bán động vật hoang dã thông qua các cái việc như là cứu hộ động vật hoang dã, trực tiếp phối hợp với các cái đơn vị nhà nước cứu hộ đến hơn 2.000 cái cá thể động vật hoang dã và tái thả chúng về tự nhiên an toàn. Và qua đó thì có một số các cái loài động vật mà cực kỳ nguy cấp, gần như là không còn cái cơ hội để phát triển ở ngoài tự nhiên, thì chúng tôi đã bắt đầu tiến hành các cái chương trình sinh sản bảo tồn và hy vọng rằng là có thể sinh sản ra nhiều cái cá thể để tái phục hồi cái quần thể nó ở ngoài tự nhiên. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái hoạt động nghiên cứu ở ngoài thực tiễn, các cái nghiên cứu xã hội, và từ đó đề xuất ra những cái thay đổi để làm sao mà các cái chính sách pháp luật của Việt Nam liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học nó phù hợp với thực tiễn và nó giúp cho giải quyết các cái mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học một cách bền vững và lâu dài. Vâng, như vậy thì từ góc độ cơ quan lập pháp cũng như là giám sát cái việc mà thực hiện công ước trong cái thời gian vừa qua thì ông đánh giá như thế nào về những hệ thống pháp luật của chúng ta đã được ban hành để đáp ứng được cái công việc này? Việt Nam chúng ta cũng đã từng bước thể chế hóa và nội luật hóa thành các cái văn bản quy phạm pháp luật, và cụ thể là chúng ta cũng đã đưa những các cái nội dung liên quan vào trong hiến pháp năm 1993, rồi chúng ta cũng đã thông qua một hệ thống các đạo luật, các cái văn bản dưới luật cũng như là các
văn bản khác liên quan trong việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các cái quy định của pháp luật đó. Ở đây tôi nói ví dụ như là luật bảo vệ môi trường thì từ năm 1993, sau đó thì cũng đã sửa đổi bổ sung năm 2005, rồi 2014 và gần đây nhất là năm 2020. Rồi chúng ta cũng đã thông qua luật bảo vệ và phát triển rừng, và gần đây là sửa đổi luật này thì cũng đã ban hành luật mới là luật lâm nghiệp năm 2017. Rồi chúng ta thông qua luật thủy sản, rồi đặc biệt là luật đa dạng sinh học năm 2008. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ước quốc tế được ký kết, ấy vậy nhưng đa dạng sinh học lại đang có xu hướng suy giảm trên toàn cầu. Và theo báo cáo đánh giá toàn cầu về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái do Diễn đàn Chính sách Khoa học Liên Chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ sinh thái đã phát hành năm 2019 chỉ ra rằng đa dạng sinh học trên toàn thế giới vẫn tiếp tục suy giảm với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người, bất chấp nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ. 75% diện tích mặt đất đã bị biến đổi đáng kể, 66% diện tích đại dương đang chịu tác động tích lũy ngày càng tăng và hơn 85% diện tích đất ngập nước đã bị mất đi. Còn báo cáo Sức sống hành tinh 2022 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên chỉ ra rằng nhiều quần thể các loài hoang dã thuộc các lớp thú, chim, lưỡng cư, bò sát và cá giảm trung bình 69% kể từ năm 1970. Trong xu thế đáng báo động này, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù có hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và phong phú, nhưng trong bối cảnh dân số đông, sử dụng tài nguyên chưa bền vững đang khiến cho đa dạng sinh học của Việt Nam bị suy giảm với tốc độ nhanh. Các hệ sinh thái tự nhiên của Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp diện tích, xuống cấp về chất lượng, đặc biệt là các hệ sinh thái đất ngập nước, núi đá vôi, bãi bồi, cửa sông ven biển, làm mất nguồn cung cấp nước ngầm, nơi sinh sản, phát triển, cư trú của các loài sinh vật. Từ năm 2014 đến nay, đã phát hiện 344 loài mới gồm 208 loài động vật, 136 loài thực vật, nhưng các loài này đang phải đối mặt với những nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Theo đó, số loài cần được ưu tiên bảo vệ đang tiếp tục gia tăng. Trong phạm vi đề tài khoa học cấp nhà nước, điều tra đánh giá các loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ nhằm tu chỉnh sách đỏ Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã đề xuất đưa vào sách đỏ Việt Nam giai đoạn tới 1.211 loài, gồm 600 loài thực vật và nấm, 611 loài động vật là thú, chim, bò sát, ếch nhái, côn trùng, động vật không xương sống, nước ngọt và biển. Như vậy, so với sách đỏ Việt Nam 2007, thì số lượng loài đề xuất vào sách đỏ Việt Nam giai đoạn mới này tăng lên rất nhiều. Vâng, như chúng ta vừa mới xem thì rõ ràng là cái phần tổng hợp này cho thấy là cái mức độ mất mát đa dạng sinh học ở nước ta thì đã diễn ra hết sức là phức tạp, mặc dù là các cơ quan chức năng, rồi các tổ chức phi chính phủ hay là các cái tổ chức xã hội đã có nhiều nỗ lực. Thế thì nguyên nhân của cái thực trạng này như thế nào? Thì các ông có thể là phân tích ở cái góc độ mà đang thực hiện công việc cũng như là đang nghiên cứu. Trước hết thì xin mời ông Thái. Dạ vâng, theo tôi thì cái nguyên nhân quan trọng nhất đấy là cái sự mất môi trường sống của các cái loài thì hoang dã. Và cái thứ hai đấy là cái nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng và nó trực tiếp ảnh hưởng đến các cái loài nguy cấp quý hiếm, đấy là cái việc sử dụng các cái sản phẩm về động vật hoang dã để làm thức ăn, để làm thuốc chữa bệnh hay là làm các cái sản phẩm trang trí. Thế giới chúng ta đang có đến 8 tỷ người, và với cái mật độ dân số đông như thế, cái nhu cầu càng tăng lên, nó trực tiếp gia tăng cái áp lực liên quan đến cái việc mà buôn bán, vận chuyển trái phép các cái loài động vật hoang dã, và từ đó nó thúc đẩy tăng giá các cái sản phẩm và trực tiếp thúc đẩy cái hoạt động về săn bắt động vật hoang dã ở trong các cái cánh rừng tự nhiên ở nước ta cũng như là các cái nước ở trên thế giới. Chúng tôi ghi nhận rất là nhiều những cái hoạt động như là mang súng vào trong rừng, đặt bẫy ở trong rừng hay là làm các cái lán trại săn bắt, đi soi tìm kiếm các cái loài động vật hoang dã. Ví dụ thôi thì ngay tại vườn quốc gia Pumat, trong vòng hơn 4 năm chúng tôi tiến hành các cái hoạt động tuần tra bảo vệ rừng phối hợp cùng với cán bộ kiểm lâm của vườn, thì chúng tôi đã tịch thu được đến 14.000 cái dây bẫy ở trong rừng.
tịch thu đến hơn 100 cái khẩu súng. Điều này đẩy đến cái các cái loài động vật hoang dã nó đến cái nguy cơ tuyệt chủng, nó sự suy giảm. Đặc biệt khi mà chúng ta vào các cái khu vực rừng ở Việt Nam hiện nay thì cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy các cái loài chim, loài thú nó hiếm dần đi. Trong đó không phải là nó không còn, đôi khi các cái khu vực đó nó vẫn còn, nhưng khi những cái loài động vật này nó đã quen với cái việc nhìn thấy con người là một cái mối đe dọa và nó luôn luôn tìm cái cách để lẩn tránh chúng ta, tránh cái việc nhìn thấy chúng ta hoặc chúng ta nhìn thấy nó để nó có thể bị cái nguy cơ mất đi. Và đây chính là những cái mà cái sự tiến hóa của những cái loài để cố gắng sống sót với cái nạn săn bắt động vật hoang dã trái phép hiện nay. Vâng, như vậy là những cái hành vi vi phạm thì diễn biến hết sức phức tạp. Và ở góc độ là cơ quan quản lý nhà nước cũng như là tham mưu về chính sách cho chính phủ thì Phó Giáo sư Nguyễn Đình Thọ phân tích về những cái nguyên nhân như thế nào? Thì như anh Thái đã trao đổi thì cái nguyên nhân hàng đầu bao giờ cũng là nguyên nhân về cái sự cân đối giữa phát triển và bảo tồn. Thế cái trong cái quá trình vừa qua thì Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung thì chúng ta quá tập trung vào cái mục tiêu phát triển. Và vì vậy là nó xâm lấn vào các cái khu vực sống của các cái loài động thực vật hoang dã và làm thu hẹp cái môi trường sống của các loài động vật này. Đây là cái nguyên nhân hàng đầu mà gây lên cái sự suy giảm đa dạng sinh học. Còn cái nguyên nhân thứ hai thì chúng ta cũng có thể thấy là mặc dù là chúng ta cũng đã có ban hành rất là nhiều các cái văn bản pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học cũng như là tham gia các công ước quốc tế và các nghị định thư quốc tế. Tuy nhiên là cái hệ thống pháp luật và các cái cơ quan quản lý của chúng ta vẫn chưa được quản lý thống nhất đồng bộ trên cơ sở là xây dựng được cái cơ sở dữ liệu, giám sát được cái cơ sở dữ liệu đó theo không gian và thời gian và đảm bảo được cái việc bảo vệ cái nguồn gen cũng như là cái đa dạng sinh học của chúng ta. Thế nên là cái việc từ ban hành văn bản pháp luật đến cái công tác thực thi để mà triển khai đưa cái các công ước, nghị định thư cũng như là hệ thống pháp luật của Việt Nam của chúng ta vào thực tế, trên thực tế thì vẫn chưa được triển khai tốt, mặc dù là cũng đã có rất là nhiều các cái cơ quan thực hiện các cái công tác về giám sát, kiểm tra, thanh tra, nhưng trên thực tế chúng ta có thể thấy là cái việc vi phạm các cái quy định về bảo vệ đa dạng sinh học như là săn bắn động vật hoang dã, sử dụng các cái da hay là ăn làm thực phẩm cũng như là các cái thuốc men theo cái truyền thống văn hóa của Việt Nam chúng ta thì nó vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều, và cái công tác giám sát và thực thi pháp luật và chế tài để thực hiện các cái quy định pháp luật đó cũng chưa được thực hiện tốt. Vâng, ông có nhắc đến một trong những cái khó khăn đó là chưa có cái cơ sở dữ liệu để mà quản lý cái hoạt động này. Thế thì tiến sĩ Tạ Đình Thi thì ông có bổ sung thêm những cái nguyên nhân gì khác không? Theo tôi thì ngoài những vấn đề mà anh Thái cũng như là anh Thọ có nêu thì tôi thấy là rõ ràng ở đây chúng ta thiếu một hệ thống mà chính sách pháp luật nó có tính chất đồng bộ, thống nhất và khả thi. Tôi nói ví dụ như là liên quan đến việc bảo vệ động vật hoang dã hay là đa dạng sinh học nói chung thì hiện nay chúng ta cũng được quy định ở trong nhiều luật khác nhau và được phân công các cái đầu mối tổ chức thực hiện nó cũng rất là khác nhau. Thế vì vậy mà chúng tôi cho rằng là cái chỗ này thì cũng cần phải tiếp tục rà soát, đánh giá để làm sao mà trong thời gian tới thì chúng ta có thể xem xét sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thực hiện có hiệu quả những các cái mục tiêu về quản lý cũng như là về bảo tồn và phát triển. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cho rằng là cái việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thì rõ ràng là ở đây cũng là một trong những các cái khâu mà chúng ta cần phải hết sức là quan tâm. Trong đó thì có công tác giám sát của các cơ quan chức năng, ví dụ như là Quốc hội, rồi các cơ quan của Quốc hội cũng có cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc này. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thì năm 2019 thì cũng đã tiến hành cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật mà liên quan đến chống cái buôn bán động vật hoang dã mà thực hiện công ước CITES, và chúng tôi cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng, đặc biệt là những cơ quan của chính phủ và chính phủ, để trong thời gian tới thì
Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi để đôn đốc thực hiện những các cái kiến nghị đó. Thế và ở đây thì bảo tồn đa dạng sinh học thì nó có những khía cạnh liên quan đến sự đa dạng nguồn gen giống loài, rồi các hệ sinh thái và đặc biệt là nơi cư trú. Và như anh Thái nói thì rõ ràng là chúng ta hiện nay do áp lực của phát triển rồi dân số thì cái nơi cư trú hay cái môi trường sống của các loài ngày càng bị thu hẹp. Thì chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới chúng ta phải hết sức quan tâm những vấn đề này để làm sao mà tập trung để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo tồn ở các cái cấp độ khác nhau, từ cấp độ hợp tác quốc tế có tính chất toàn cầu khu vực, rồi ở cấp độ quốc gia về ban hành cơ chế chính sách pháp luật, rồi cái trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp người dân, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, động vật hoang dã là một bộ phận không thể thiếu trong lớp sinh quyển mà con người là một mắt xích quan trọng cho chuỗi chuyển hóa sinh học. Bảo tồn động vật hoang dã có tác dụng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội, duy trì sự đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá cho nhân loại. Đáng tiếc là tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam vẫn đang diễn ra khá phức tạp, tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học. Ba cá thể mèo rừng con này đã may mắn được lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang giải cứu gần một tháng trước. Cá thể TT con này cũng vậy, nhờ có lực lượng kiểm lâm, nó đã thoát khỏi bàn tay của các đối tượng săn bắt buôn bán động vật hoang dã. Đáng tiếc là bố mẹ nó thì không. Các cái cá thể này thì do trong cái quá trình mà người ta săn bắt, người ta bắt được cả bố mẹ và các cái con động vật con, thì bố mẹ nó thì hoặc là đã bị chết hoặc là đã bị bán đi rồi, và khi đó thì người ta đang nuôi giữ các cái cá thể con này và bị phát hiện và bắt giữ. Đây chính là những vật dụng của các đối tượng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã thường dùng để săn bắt những con thú đáng thương. Sau khi bị bắt, chúng sẽ bị bán cho các nhà hàng, dùng để làm thuốc, đồ trang sức, thậm chí là để làm thú cưng. Cái tác động ấy thì vẫn còn đó, và những cái hình thức tác động thì bây giờ đã thay đổi nhiều. Ví dụ chúng ta thấy được là những cái chuyện buôn bán động vật hoang dã trên mạng, hoặc là cái việc mà nuôi thú cưng trở thành một cái mốt. Thay vì ngày xưa người ta ăn thịt thì bây giờ người ta nuôi. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường, đặc biệt là bên chỗ Tổng cục Đa dạng sinh học, thì cũng đã triển khai rất là nhiều cái phương án để tìm hiểu cái nguồn gốc cái buôn bán động vật hoang dã. Thì theo chúng tôi được biết, cái nguồn gốc động vật hoang dã thì có hai cái nguồn gốc cơ bản. Một đấy là do săn bắt tại chỗ từ rừng ở địa phương đấy. Thứ hai là nguồn buôn bán động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam. Mặc dù gần đây số lượng các vụ buôn bán động vật hoang dã đã giảm xuống, nhưng theo thống kê, từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2021 vẫn có tới 609 vụ với 5.610 cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được phát hiện buôn bán bất hợp pháp tại Việt Nam. Thử hỏi, nếu tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã tiếp tục diễn biến phức tạp, những cánh rừng sẽ ra sao? Chúng ta sẽ lấy gì để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp? Vâng, như chúng ta vừa xem thì rõ ràng trong thời gian vừa qua có rất là nhiều cái tổ chức trong nước và quốc tế đã có những cái hoạt động tuyên truyền làm hỗ trợ để mà thay đổi hành vi, cũng như là hỗ trợ các cơ quan chức năng trong cái việc mà làm thế nào để ngăn chặn được cái việc buôn bán động vật hoang dã. Và pháp luật của chúng ta, như là các vị khách mời và đặc biệt là ông Thi thì đã phân tích rất rõ, là cũng đã có rất là nhiều chế tài để mà thực hiện làm giảm thiểu những cái hoạt động này. Thế tuy nhiên thì theo ông Thái thì ông có cho rằng là liệu là vẫn còn những cái khoảng trống pháp lý hoặc là những cái chế tài cần phải có cái sự quyết liệt hơn không? Tôi rất là đồng ý với các vị khách mời, vì là ở Việt Nam thì có một cái hệ thống pháp luật khá là đầy đủ và hoàn toàn có thể triển khai tốt các cái nhiệm vụ về bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Nhưng qua đấy thì tôi cũng nhận thấy rằng là chúng ta vẫn có những cái kẽ hở, những cái mà có thể thay đổi. Ví dụ như đối với các cái văn bản pháp luật hiện nay thì chúng ta mới chỉ xử lý quy định các cái hành vi như là săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giết mổ, quảng cáo về động vật hoang dã là các hành vi trái phép. Trong khi cái hành vi mà liên quan đến ăn, sử dụng về động vật hoang dã hoặc là tiêu thụ về động vật hoang dã thì chưa quy định là cái hành vi trái phép. Mặc dù thì tôi có đọc trong cái luật về đa dạng sinh học của Việt Nam thì có đưa cái từ
tiêu thụ động vật hoang dã là một cái hành vi trái phép ở trong đấy, nhưng lại chưa có cái khái niệm định nghĩa thế nào là tiêu thụ động vật hoang dã. Nó đã bao hàm cái việc sử dụng động vật hoang dã, ăn động vật hoang dã hay chưa. Vì thế nên chúng ta đang chỉ là đi phạt cái người đi săn, những cái người đi vận chuyển, mà trong khi đó vẫn những cái người có tiền, những cái người sử dụng là cái gốc rễ của cái vấn đề thì vẫn đang nhẩn nhơ ngoài pháp luật, chưa được quy định bởi các cái văn bản pháp luật hiện nay. Với cái thứ hai, tôi nhận thấy rằng là trong cái thực thi về động vật hoang dã, về đa dạng sinh học thì chúng ta cũng chưa mạnh mẽ, cái sự quan tâm của người dân cũng như là các cái cơ quan chức năng thì nó chưa giống như các cái hình thức vi phạm khác. Đôi khi người ta còn khá là nhởn nhơ và coi thường đối với các cái luật liên quan đến lĩnh vực về môi trường, về đa dạng sinh học. Và chúng tôi thấy rằng là cần phải có cái sự quyết liệt hơn trong cái việc là tăng cường cái thực thi pháp luật để làm sao mà các cái văn bản pháp luật đó nó có hiệu quả, nó có cái tác động lâu dài và bền vững đến cái việc bảo tồn các cái loài động vật hoang dã. Trong các báo cáo quốc tế về vấn đề buôn bán sử dụng động vật hoang dã thì Việt Nam vẫn được nhắc đến là điểm nóng tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế. Thưa ông Thi, xin ông cho biết Quốc hội có kế hoạch gì trong thời gian tới để tăng cường công tác giám sát thực thi pháp luật cũng như thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã? Rõ ràng là đối với việc thực hiện công ước CITES thì chúng ta cần phải có sự hợp tác rất là tốt giữa các quốc gia mà tham gia công ước CITES, cùng trong cái công tác thông báo trước này, rồi có cái việc quản lý, kiểm soát một cách chặt chẽ đối với công tác chống cái việc buôn bán trái phép động vật hoang dã. Vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, thì như tôi đã trình bày thì đây là một trong những ưu tiên cao của Quốc hội khóa 15, và liên quan đến các đạo luật mà trong nhiệm kỳ Quốc hội lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, rà soát về việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó thì có pháp luật về đa dạng sinh học. Ở đây thì có luật đa dạng sinh học đã được triển khai gần 15 năm, thì chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải nghiên cứu, đánh giá, rồi rà soát để xem xét sửa đổi bổ sung nó đảm bảo đáp ứng cái yêu cầu trong tình hình mới. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi thấy là liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học thì nó bao gồm một hệ thống các cái quy định của pháp luật khác nhau. Vì vậy mà chúng tôi thấy là cũng cần phải rà soát một cách tổng thể để làm sao mà khi chúng ta sửa đổi pháp luật thì nó mang tính chất toàn diện, nó bảo đảm cái tính thống nhất, đồng bộ và khả thi. Và cái vấn đề mà như anh Thọ nói là cái cơ sở dữ liệu, thì chúng tôi cho rằng cái cơ sở dữ liệu là một trong những điểm rất yếu của chúng ta hiện nay trong công tác thống kê, rồi trong công tác thông tin, và kể cả là cái báo cáo của chúng ta với quốc tế trong nghĩa vụ thực hiện công ước đa dạng sinh học. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, rồi cho đến công tác thu thập, nghiên cứu, đánh giá, để chúng ta xây dựng một cái bộ cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ, toàn diện và khoa học, để giúp cho cái công tác quản lý, rồi kể cả là giúp cho công tác xây dựng pháp luật một cách hoàn thiện, tốt nhất, thì đó là một trong những ưu tiên rất là cao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ quan ban ngành, thời gian qua, các tổ chức xã hội đã có vai trò rất lớn đối với công tác bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những tổ chức xã hội này đang phải đối mặt với nhiều rào cản.
Trước thực trạng săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý chuyên ngành, thì các tổ chức xã hội đang dần có những đóng góp tích cực trong công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, cũng như ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam và trên thế giới. Các tổ chức xã hội, tổ chức và khoa học công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được hình thành từ khoảng năm 2000. Đến nay, số lượng và chất lượng hoạt động của các tổ chức này đang ngày một tăng. Chúng tôi thấy đây là một lực lượng, có thể nói là cánh tay nối dài của là lực lượng kiểm lâm và của ngành nông nghiệp nông thôn, của ngành tài nguyên môi trường trong việc bảo hộ các cái động vật hoang dã. Và các cái tổ chức phi chính phủ nói chung và các cái tổ chức phi chính phủ hoạt động trong hệ thống của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào là các cái hoạt động cứu trợ động vật hoang dã. Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa con người và thiên nhiên chính là thông điệp và kim chỉ nam cho quá trình hoạt động của nhiều tổ chức xã hội thời gian qua. Thực tế là các cái tổ chức khoa học công nghệ và các tổ chức NGO của Việt Nam tham gia trong cái này thì cũng tương đối tích cực trong cái thời gian vừa qua, cũng có những cái đóng góp và có những cái hiệu quả thiết rõ ràng trong cái vấn đề này. Sau gần 10 năm tích cực hoạt động, mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công nhờ các nỗ lực nội tại, tuy nhiên, bên cạnh đó, các tổ chức xã hội cũng gặp phải không ít khó khăn và thách thức. Chúng tôi vẫn còn nhận được rất là ít cái sự ủng hộ từ chính quyền địa phương cũng như là các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng thấy là khó khăn trong cái việc đưa ra những cái đường dây lớn hay là điều tra đến tận gốc. Năm gần đây thì cái ngân sách tài trợ của quốc tế đã bắt đầu giảm vì thu nhập của Việt Nam đã trở thành một nước thu nhập trung bình. Cho nên nguồn ngân sách hỗ trợ từ quốc tế, từ nước ngoài đã trở nên hạn chế. Và dẫn đến là những cái dự án, những cái chương trình ấy, thì nó thu hẹp về quy mô hoặc là phải bỏ. Trên thế giới có khoảng 15 triệu loài sinh vật. Mỗi loài đều nằm trong một mắt xích hoặc nhiều mắt xích quan trọng của chuỗi thức ăn tự nhiên. Sự biến mất của một loài sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn bộ cấu trúc đã diễn ra theo quy luật hàng triệu năm qua. Vì thế, bảo vệ sự tồn tại của thế giới động vật cũng là bảo vệ sự đa dạng về loài cá thể trong loài. Và suy cho cùng, đó cũng chính là bảo vệ hệ sinh thái. Sự chung tay của cộng đồng, trong đó có các đóng góp của các tổ chức xã hội trong công tác ngăn chặn, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã đã và đang đóng góp phần lớn vào việc ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học của Việt Nam. Vâng, câu hỏi này thì xin dành cho ông Thọ, đó là trong công ước đa dạng sinh học cũng như là trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong giai đoạn vừa qua và cho giai đoạn tới thì đều đề cập đến cái việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cũng như là của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Thế thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về vai trò của các tổ chức xã hội cũng như là các tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia các cái chiến lược này? Cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức này đã giúp cho cộng đồng ở trong nước nâng cao được cái nhận thức về cái tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học. Thì tuy nhiên là như cái phóng sự vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể nhận thấy là cái việc huy động cái nguồn lực về tài chính cũng như là về con người để hỗ trợ cho các cái tổ chức này để thực hiện cái nhiệm vụ của họ, cộng đồng hành cùng với nhà nước và người dân để thực hiện cái mục tiêu là sống hài hòa giữa con người và tự nhiên thì vẫn còn hạn chế. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là cần phải có cái sự hỗ trợ của chính phủ cũng như là chính quyền địa phương và chung tay của cả cộng đồng để cùng nhau để thực hiện cái cam kết chung của Việt Nam đối với quốc tế cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ của chúng ta trong cái việc bảo vệ chính cái cuộc sống của chúng ta về hệ sinh thái mà con người là mắt xích trong đó. Thế còn trung tâm của ông Thái thì rõ ràng đây là đại diện cho các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, và ông có thể chia sẻ là động lực cũng như là cái rào cản hiện nay mà các tổ chức đang gặp phải trong việc thực hiện sứ mệnh của mình, và các cái tổ chức thì có mong muốn là đóng góp như thế nào cho những cái hoạt động này? Vâng, thì nhìn lại cái quá khứ 20-30 năm trước đây thì phần lớn mà cái sự hỗ trợ về cùng thực hiện các cái hoạt động về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học thì đến từ các cái tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận quốc tế, phi chính phủ quốc tế đến và làm việc ở Việt Nam. Và gần như chưa có cái sự tham gia của các cái đơn vị ở trong nước. Nhưng trong 20 năm trở lại đây thì đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều các cái tổ chức
xã hội dân sự ở trong nước đã tham gia vào cái đóng góp vào cái công tác bảo tồn đa dạng sinh học này. Theo tôi thì thấy nó có rất là nhiều những cái tác dụng. Đấy, cái thứ nhất là nó thể hiện được rõ cái vai trò của người Việt chúng ta, làm sao mà chúng ta gìn giữ cái tài nguyên cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta cùng nói một ngôn ngữ, chúng ta có thể kết nối với nhau, chúng ta có thể kêu gọi cộng đồng của chúng ta cùng tham gia. Thì đấy là một cái mà vai trò rất là quan trọng. Cái thứ hai là nó mang được cái tính bền vững. Đôi khi các cái dự án đến thì nó có mang cái tính chất thời hạn nhất định, nên đôi khi nó đang đến một cái kết quả mức độ nào đấy và nó lại dừng lại. Vì thế nên là khi mà có được những cái nguồn lực tiếp diễn ở trong nước thì nó sẽ mang đến được những cái giải pháp dài hạn, lâu dài cho cái công tác bảo tồn ở Việt Nam. Nhưng mà nó cũng có một số cái rào cản nhất định. Cái thứ nhất là các cái chính sách cho các cái tổ chức xã hội dân sự, các cái tổ chức ngoài công lập hay các cái tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam thì nó cũng chưa thực sự là rõ ràng, chưa thực sự là có cái sự khuyến khích. Cái thứ hai đấy là một cái rào cản rất là lớn, đấy là phê duyệt các cái dự án thì thường nó còn diễn ra cái thời gian rất là dài. Vâng, ông có nói đến cả về vấn đề thủ tục hành chính cũng như là cái chính sách để mà làm thế nào mà hỗ trợ các cái tổ chức này. Thế thì xin hỏi ông Tạ Đình Thi là như ông đã phân tích ở những cái câu trước, đó là Quốc hội khóa 14 thì đã có những cái hoạt động giám sát rồi là những cái cuộc họp chuyên đề với các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ động vật hoang dã. Thế tuy nhiên thì những cái hoạt động này vẫn còn là mang cái tính chất là nhỏ lẻ. Và trong cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 này thì Quốc hội rồi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thì có những cái cơ chế riêng hay là có cái kênh tiếp cận thông tin chủ động nào để lắng nghe ý kiến rồi khuyến nghị chính sách của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội có thể tận dụng tối đa được chất xám của đội ngũ tri thức? Và trong cái hoạt động này thì làm thế nào để phát hiện vấn đề thực tế của quá trình thực thi pháp luật? Đối với Quốc hội, rồi các cơ quan của Quốc hội, rồi các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, chúng tôi nghĩ rằng là luôn luôn lắng nghe ý kiến từ các kênh khác nhau, rồi từ người dân, cộng đồng, cử tri và đặc biệt là các tổ chức xã hội. Và đây là cái trách nhiệm để từ đó thì phản ánh trên các cái diễn đàn của Quốc hội, rồi các cái diễn đàn khác nhau, đặc biệt là trong cái quá trình thảo luận, rồi tham gia xây dựng chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay thì cái việc mà thu thập thông tin, lắng nghe, rồi tổ chức các cái diễn đàn, các cái hội thảo, hội nghị, tọa đàm, rồi các cái nghiên cứu để làm sao mà huy động tối đa thông tin, rồi trí tuệ của các nhà khoa học, rồi của các tổ chức xã hội tham gia vào trong các cái quá trình đó để giúp cho công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Và rõ ràng là trong thời gian tới ấy, thì với những các luật đã được ban hành thì cũng cần phải giám sát cái việc thực hiện. Thứ hai nữa là trong cái quá trình sửa đổi hoàn thiện các luật hiện nay cũng như là các cái luật mới thì cái vấn đề này cũng cần phải hết sức là chú trọng. Chúng tôi cũng được biết là COP15.2 CBD thì sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Montreal, Canada. Và đây là cơ hội để Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nâng cao hơn nữa những cái tham vọng và quyết tâm hành động để bảo tồn đa dạng sinh học với khung đa dạng sinh học toàn cầu năm 2020. Vậy thì xin hỏi ông Thọ là Việt Nam mong đợi và ủng hộ các hoạt động, những cái nội dung quan trọng gì trong cái kỳ họp sắp tới? Từ năm 1972 khi chúng ta tham gia Công ước Paris về bảo vệ bảo tồn đối với cả di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, rồi Công ước Ramsar bảo vệ đất ngập nước năm 1989, rồi tham gia Công ước CBD, CITES vào năm 1994, và sau đó là Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007-2010. Thì Việt Nam chúng ta đã thể hiện cái cam kết rất là lớn của Việt Nam chúng ta trong thực hiện cái trách nhiệm quốc tế đối với bảo vệ đa dạng sinh học. Và tất cả những công ước này chúng ta đã có kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học ngay từ năm 1995 sau khi mà chúng ta tham gia Công ước CBD. Và từ đó đến nay thì chính phủ cũng đã có rất nhiều các kế hoạch hành động cũng như chiến lược quốc gia về thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học. Và đặc biệt là năm vừa qua thì chúng ta cũng đã thông qua cái chiến lược bảo vệ đa dạng sinh học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện chung trong cái khung
toàn cầu được thông qua tại đề xuất tại COP10 tại Nagoya thì đã đề xuất là xây dựng cái khung chiến lược toàn cầu về bảo vệ đa dạng sinh học. Thì trong COP15.2 sắp tới cũng như là trong thời gian tới thì Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái cam kết là chúng ta thực hiện cái tỷ lệ che phủ rừng sẽ đạt cái tỷ lệ là 42-43% và bảo vệ các cái khu vực trên cạn là đạt được 9%, khu vực ở bảo vệ bảo tồn các cái khu vực trên biển đạt được 3-5% cái diện tích tự nhiên trên biển, và đồng thời là chúng ta cũng sẽ tiếp tục cam kết là tham gia cùng với thế giới để xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu và bảo vệ cái nguồn gen và thực hiện phân phối công bằng cái nguồn gen và sử dụng cái nguồn gen này bền vững. Thì đây là những cái bước mà Việt Nam tiếp tục thực hiện những cái cam kết đã kéo dài trong 50 năm qua, và đồng thời chúng ta cũng sẽ cân nhắc là sẽ tham gia cái công ước Liên Hiệp Quốc về bảo vệ các cái loài di cư CMS. Thì đây là những cái thể hiện cái cam kết của Việt Nam chúng ta trong cái lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu tại COP26, tại COP27 và đồng thời là cũng tại COP15.2 sắp tới. Vâng, vậy thì câu hỏi cuối cùng là xin hỏi cả ba vị khách mời là từ vị trí công tác của mình thì các vị có kỳ vọng như thế nào về công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới? Thì trước hết thì xin mời ông Thái. Tôi tin rằng là trong 5-10 năm tới việc mà bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Việt Nam sẽ tốt hơn và các loài động vật hoang dã sẽ được phục hồi và phát triển trở lại. Vâng, còn ý kiến của ông Thọ thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng là sau COVID-19 thì ý thức của người dân về cái việc là nếu như mà chúng ta tác động tới cái đa dạng sinh học, làm suy giảm cái đa dạng sinh học và không bảo vệ cái đa dạng sinh học thì nó có thể quay trở lại và tác động đến trực tiếp đến cuộc sống người dân và là cái mối đe dọa với sự tồn tại không chỉ của tự nhiên mà cả cái sự tồn tại của con người. Và chính vì vậy thì tôi cho rằng là đây là cái thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Đối với nhà nước thì cũng như tôi đã trao đổi, tôi rất là mong muốn trong cái giai đoạn này chúng ta có thể thành công trong cái việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu và thực hiện giám sát tốt nhất là trực tuyến đối với cả các cái nguồn gen cũng như là cái hệ đa dạng sinh học trên bờ, đất ngập nước và ven biển và trên biển. Vâng, và để kết thúc chương trình hôm nay thì rất mong là tiến sĩ Tạ Đình Thi là nêu những cái quan điểm của mình. Tôi thì cho rằng là cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải có cái nhận thức đúng đắn và thay đổi tư duy để làm sao mà có thể cân bằng được cái giữa công tác bảo tồn và cái yêu cầu phát triển. Thế và chúng ta cần phải khai thác sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học một cách thực chất và hiệu quả. Về góc độ ban hành chính sách thì chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện nhanh nhất và sớm nhất có thể để làm sao mà hiện thực hóa những các cái nội dung mà trong nghị quyết của Đảng đã đề ra cho nhiệm kỳ này cũng như là cho cái mục tiêu phát triển đến năm 2045. Cái vấn đề thứ hai nữa là về tổ chức thực hiện thì rõ ràng là những yêu cầu đặt ra, chính sách pháp luật có rồi nhưng mà cái việc tổ chức thực hiện như nào để làm sao mà pháp luật nó thực sự đi vào cuộc sống là cái yêu cầu hết sức là cấp thiết hiện nay đối với vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học nói riêng cũng như là công tác bảo vệ môi trường và phát triển nói chung. Vâng, xin cảm ơn những phân tích, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn và cũng rất là tâm huyết của ba vị khách mời đối với cả lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học cũng như là phòng chống cái việc mà buôn bán động vật hoang dã trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở Việt Nam, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng, cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu. Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là vấn đề của một quốc gia, một địa phương, vùng lãnh thổ hay một cá nhân, mà là vấn đề chung của tất cả các nước. Chúng ta hãy quyết tâm làm nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa, giành chiến thắng trong cuộc đua chống lại sự tuyệt chủng của các loài sinh vật, hướng tới sự sống bền vững, thịnh vượng trên trái đất. Đa dạng sinh học là sự sống, đa dạng sinh học chính là cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.